con có đồng ý lấy anh ấy làm chồng không? Thận là một cơ quan trong hệ tiết niệu đóng vai trò quan trọng trong việc thải trừ chất độc và sản phẩm cặn bã. Suy giảm chức năng thận có thể gây ra suy thận, hội chứng thận hư, thận yếu, tiểu đêm, tiểu khó, tiểu nhiều lần. Đã có bổ ích thận Đào Đình Nhuận, thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ ích thận Đào Đình Nhuận được sản xuất từ thảo dược thiên nhiên, hỗ trợ tăng cường chức năng thận. Sản phẩm dành cho người suy giảm chức năng thận. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.